Chi bộ Khái Tây 2B hiện có 40 đảng viên, trong đó có 37 đảng viên chính thức, quản lý 4 tổ dân phố. Thời gian qua, chi bộ luôn lãnh đạo, chỉ đạo các tổ dân phố, hội đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm đã cử 4 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về đảng và đã kết nạp 2 đảng viên mới. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Ngô Xuân Thắng ghi nhận những kết quả đạt được của chi bộ trong thời gian qua, đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố, về quyết tâm triển khai xây dựng các dự án trọng điểm trong thời gian tới. Qua đây, đề nghị chi bộ Khái Tây 2B quan tâm, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, các vấn đề bức xúc của nhân dân, chủ động tham mưu, đề xuất các cấp ủy đảng, chính quyền, giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và sự đồng thuận của người dân, tăng cường hơn nữa công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, đẩy mạnh tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, vận động các nguồn lực chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, nhân dịp Tết Nguyên đảng hết tỷ 2025. Đặc biệt, chuẩn bị chú đáo công tác nhân sự và tiến hành các bước để tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027.